Vào cuối tuần qua, buổi lễ bế mạc vòng chung kết trại hè IT Bootcamp 2015 do Trường Cao đẳng nghề Sài Gòn Tech tổ chức đã diễn ra tại công viên phần mềm Quang Trung. Đây là sự kiện trại hè thường niên của nhà trường với mục đích mang đến trải nghiệm mới, đồng thời cổ vũ niềm đam mê khoa học công nghệ cho các em học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Sau vòng sơ loại cuộc thi online giữa 2.400 thí sinh, ban tổ chức đã lựa chọn được 75 bạn học sinh tham dự trại hè IT Bootcamp 2015. Trong suốt tuần lễ của trại hè, các bạn trại sinh có cơ hội trải nghiệm chuỗi hoạt động sôi nổi, tham dự một trong bốn khóa học tự chọn về công nghệ thông tin đang được quan tâm nhất hiện nay như lập trình Android, lập trình robot, lập trình Arduino và dựng clip chuyên nghiệp. Đây đều là các ngành nghề khác nhân lực tại Việt Nam từ đây cho đến năm 2020 và trong tương lai xa hơn. Bên cạnh đó, các trại sinh còn được phát triển khả năng giao tiếp ngoại ngữ với các tình nguyện viên quốc tế, tham dự các lớp kịch nghệ, những chương trình bên lề như IT Bootcamp Got Talent. Nhiều em rất là sáng tạo và các em cực kỳ thông minh. Đến đây để tham dự thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu như những em sinh viên, những em học sinh thông minh và sáng tạo như thế này lại có niềm đam mê công nghệ thông tin, phải khẳng định là các em có đam mê công nghệ thông tin, mà sau này chúng ta vẫn hướng các em học vào ngành công nghệ thông tin, thì tôi rất hy vọng vào một cái trong vòng 4-5 năm tới nữa chúng ta sẽ có một cái lớp một kỹ sư công nghệ thông tin với mặt bằng chắc chắn là tốt hơn nhiều so với lại hiện bây giờ mà chúng ta đang có. Mình tham gia vào sản phẩm là lập trình Arduino. Đó là một cái sản phẩm mới của trại hè năm nay. Nó có thể làm nhiều thứ, không chỉ là lắp ráp xe mà còn có thể cảm biến nhiệt, độ ẩm và rất nhiều thứ khác. Nó có thể ứng dụng vào nhiều thứ để có thể mai sau này có thể phát triển công nghệ tương lai. Tại buổi báo cáo tổng kết, các trại sinh đã trình bày những sản phẩm của mình sau hơn một tuần làm việc cùng nhau dưới sự hướng dẫn của các giảng viên. Mặc dù vẫn còn có những bỡ ngỡ và sự cố nhỏ trong vài phần thể hiện, nhưng trên hết các bạn đã phát huy được sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết của mình. Chung cuộc, hai giải nhất đã được trao cho bạn Huỳnh Thanh Đức Anh đến từ mảng lập trình và bạn Nguyễn Anh Kiệt đến từ mảng ứng dụng. Các bạn sẽ nhận được học bổng ngành công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật điện tử của trường. Đây là lần thứ tư Trường Cao đẳng nghề Sài Gòn tổ chức trại hè IT Bootcamp với mục đích đem lại sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh đam mê công nghệ thông tin.